Xin chào tất cả các bác. Ngày hôm nay xưởng tượng gỗ muốn giới thiệu đến các bác hai mẫu tượng gỗ long quy để bàn được làm từ chất liệu gỗ nu hương và chất liệu gỗ chắc đỏ đen. Và chắc hẳn thì các bác chúng ta đã quá quen thuộc với một bức tượng với hình dáng rất là độc đáo và lạ mắt đúng không ạ? Và tượng long quy gỗ là một trong những bức tượng với sự kết hợp của hai loài vật, đó là rùa và rồng. Tác phẩm đầu tiên em muốn giới thiệu đến các bác, long quy gỗ chắc đỏ đen, có mã TLV245, có kích thước cao 27, ngang 50 và số 32, hiện tại còn nặng 11,5 kg, có giá bán bên em là 12.500.000 đồng cho tác phẩm này. Hai con vật rùa và rồng nằm trong bộ tứ linh long lân quỳ phượng nên thờ cúng trong nhà sẽ đem lại cảm giác vô cùng linh thiêng. Long quy kết hợp giữa hai con vật rùa và rồng, phần thân mình rùa, đầu rồng nên có một tên gọi khác là rùa đầu rồng. Long quy còn có một tên gọi khác nữa, đó chính là kim ngao hoặc là bích thủy thú, đầu đuôi như rồng và thân thì như rùa, toàn thân thì sẽ ánh lên một cái màu sắc đó là màu vàng kim. Và ngoài ra thì khi chế tác ra chất liệu gỗ chắc đỏ đen thì mình lại là màu đỏ và màu đen, trông rất là bóng loáng và rất là tuyệt vời với những đường vân rất là đặc biệt của chất liệu gỗ chắc đỏ đen này. Như các bác chúng ta có thể nhìn thấy là màu sắc của phôi gỗ này rất là tuyệt vời. Hàng được làm rất là kỹ, từ những cái vảy rồng, đầu rồng đều được chạm khắc rất là tỉ mỉ. Long quy là một con vật mang ý nghĩa lớn về chiều tài lộc, bền vững thịnh vượng, đặc biệt là cho những người làm kinh doanh buôn bán. Đây là một con vật tiếp khí cho các cát tinh, ví dụ như là bát bạch, cửu tử, nhất bạch. Và trong phong thủy, hiện nay thì có nhiều phương vị tốt và nhiều tài lộc thì không thể bỏ qua linh vật long quy này được. Long quy cuộn vào một lớp sóng, một tầng sóng, và ngoài ra thì còn giữ cả một viên ngọc nữa, trông rất là tuyệt vời. Với một tác phẩm để bàn làm việc hay là bàn uống nước, các bác kê thêm các cái ghế đôn nữa thì sẽ rất là tuyệt vời các bác nha. Chiêu tài lộc đặt ở những nơi vượng khí tốt thì chúng ta sẽ thu hút được rất là nhiều tài lộc, giúp cho công thành danh toại, mọi thứ trở nên tốt đẹp và thành công hơn rất nhiều. Và trong dân gian thì các con rùa lớn linh thiêng cũng được gọi là long quy. Và trong truyền thuyết cổ của Trung Quốc thì cũng nói đến nữ hoa nương nương là dùng bốn chân của rùa lớn để chống bốn góc trời bị cung công húc nghênh lệ. Và chính vì vậy mà long quy thường dùng để trấn trạch hưng gia, nó cũng đem lại phúc trạch giúp cho cuộc sống trở nên tốt hơn. Tiếp theo em giới thiệu đến các bác tác phẩm long quy chất liệu gỗ nu hương. Tác phẩm có mã TLV247, cao 23, ngang 40 và số 38, hiện tại còn nặng 5,5 kg, với phần hoa nù kín mài rất là tuyệt vời, màu sắc PU bóng mờ, nước sơn rất là cao cấp. Bày trí tượng long quy làm cho chỉ số nhân khí thăng tiến, người mà quan hệ bất lợi, long quy hóa giải mọi khẩu nghiệp và tranh cãi tại những cái vị trí hàm tam sát hoặc là những chỗ thủy khí quá nặng. Và trong nhà thì nếu phụ nữ mà kết hôn muộn thì nên đặt một bức long quy nho nhỏ ở đầu giường để giúp cho người đó có thể đem về một người chồng như ý hơn. Và hiện nay thì khi mà thỉnh các cụ long quy về, chúng ta cần lưu ý một vài bước khai quang cho hợp lý. Đầu tiên thì các bác nên chọn ngày khai quang cho cụ long quy. Và khai quang long quy rùa đầu rồng thì cần những bước dùng nước mưa hoặc là nước sạch để có thể sạch rửa sạch sẽ cụ long quy. Sau khi rửa xong thì các bác hãy dùng lau khô đi và dùng một miếng vải đỏ bịt mắt của long quy lại. Và kiểm tra xem trên lưng của long quy có nắp mở hay không. Nếu có thì bỏ 5 đồng tiền lẻ vào. Còn nếu không thì đây là một bức tượng gỗ thì chúng ta không cần thiết phải làm bước đó. Và khi mà chúng ta mở ra thì chúng ta vẩy một ít vào mắt của cụ long quy. Và tuyệt đối là trong lúc mà khai quang, nếu như các bác muốn cụ long quy đi theo để phụ cho mình thì nên khai quang một mình và không để ai nhìn cùng các bác nha. Và bước cuối cùng thì các bác chúng ta cần là đặt cụ long quy ở một nơi trang trọng, không nên đặt dưới đất hoặc những nơi ô uế, ví dụ như là nhà vệ sinh các bác nha, hoặc nhà bếp, hoặc là đặt dưới đất. Những cái nơi đấy thì sẽ đem lại một cái lòng bất kính nên là sẽ không phát huy được một tác dụng gì cả đối với tượng long quy. Dưới đây thì là những cái bước cơ bản. Còn những bác nào chúng ta thờ cúng long quy, chúng ta nên làm theo đúng thủ tục hơn thì các bác chúng ta có thể gọi thầy cúng về để khai quang làm sao cho thật là đúng nhất.
Và nếu như các bác chúng ta quan tâm đến tác phẩm này, các bác chúng ta liên lạc với xưởng tượng gỗ qua Zalo hoặc hotline của cửa hàng 0355678885 hoặc số 0868688137 để được tư vấn cụ thể hơn. Xem xong video, các bác hãy ấn đăng ký để ủng hộ cho xưởng tượng gỗ. Xin chào và hẹn gặp lại các bác. Các bác nhớ ấn đăng ký để ủng hộ cho kênh xưởng tượng gỗ. Cảm ơn các bác rất nhiều.